hạn chế thu mua nên người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Để giải cứu thịt heo, giúp đỡ các hộ chăn nuôi vượt qua khó khăn trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Chi cục Thú y tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp chia sẻ mặt bằng, đồng thời tăng cường bố trí thêm nhiều điểm phân phối bán thịt bình ổn giá, hỗ trợ khâu kiểm dịch nguồn thịt. Đây là quầy thịt bình ổn giá tại số 141 đường Lê Thái Tổ, phường 2 của trại heo Nguyễn Minh Hải, do ông Nguyễn Minh Hải, ngụ ấp Phú Thịnh B, xã Nhân Phú, huyện Mang Thít làm chủ. Theo ông Hải, trang trại của ông hiện đang nuôi khoảng 2.000 con heo, trong đó heo ở giai đoạn xuất bán là khoảng 600 con. Giá heo sụt giảm mạnh nên ông Hải gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề thu hồi vốn, cũng như chi trả các khoản chi phí đầu tư trong chăn nuôi. Chính vì vậy, ngay khi nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị nói trên, ông đã mang heo đi giết mổ và kiểm dịch, sau đó trực tiếp mang thịt đến bán tại các điểm bán thịt heo bình ổn giá được bố trí trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Tôi có mở một sạp ở dưới chỗ siêu thị Cấp Mắt, bà con thì cũng tới ủng hộ nhưng mà không có đủ cái sức để mà mình giải quyết đàn heo mình, nên tôi mới lên phường 2 tôi xin một điểm nữa để tôi bán đặng cho nó kịp cái đàn heo của mình, chứ không thôi nó lố tạ rồi nó lên mở. Tôi bán ngày được 3 con, còn cái điểm dưới kia thì 2 con. Sáng ngày tôi bán cỡ khoảng 4 giờ rưỡi, rồi cỡ khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ là hết. Hiện tại trên địa bàn thành phố Vĩnh Long đã có 4 điểm bán thịt heo bình ổn giá, cụ thể 2 điểm ở trước cổng siêu thị Cấp Mắt và 2 điểm trên đường Lê Thái Tổ, phường 2. Các quầy thịt bình ổn giá này luôn thu hút rất đông người tiêu dùng đến mua ủng hộ. Bình quân mỗi ngày 4 sạp thịt này bán được khoảng từ 500kg đến 600kg. Thì một đi ngang đây thì ghé mua, rồi có về thì cũng ghé qua chợ mua rau củ này nọ. Ở đây thì nó cũng rẻ hơn ngoài chợ, cũng ủng hộ và mấy người chăn nuôi đó, người ta bán không có đầu ra được á, thành thử ra giờ nó tồn động lại, giờ người ta làm người ta bán vậy thì an toàn thực phẩm, thành thử ra cô ghé cô mua. Tuy số lượng thịt được bán ra không nhiều so với tổng số lượng đàn heo, nhưng cũng phần nào giúp các hộ chăn nuôi như ông Hải giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện tại. Bà con đến ủng hộ mình cũng đông lắm, giải quyết được đỡ lỗ. Thí dụ như lỗ tạ heo mình lỗ 1 triệu đồng hay là hơn 1 triệu, thì bây giờ có thể mình giải quyết cũng được 2 phần, hay là hoặc đôi khi phân nửa, cũng tùy theo buổi chợ đắt ế nữa. Trước tình trạng giá heo hơi đang xuống rất thấp và chưa có dấu hiệu phục hồi trở lại, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban quản lý chợ tổ chức từ 2 đến 3 quầy bán thịt cho người chăn nuôi heo tự tiêu thụ với giá cả hợp lý. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo ngành thú y tuyên truyền đến người chăn nuôi tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn heo, tránh để xảy ra dịch bệnh trên vật nuôi. Đồng thời tổ chức giám sát, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y trong giết mổ, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long chỉ đạo các ngân hàng thương mại có hướng dẫn cụ thể về khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi cho vay mới để người chăn nuôi có thể duy trì và tái đầu tư sản xuất. Các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các bếp ăn tập thể, viên chức, công chức và đoàn viên chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi heo, nhanh chóng hỗ trợ tiêu thụ thịt heo giúp người nuôi trong giai đoạn khó khăn hiện nay.